Đi lên thì dễ mà đi xuống mình cõng rồi nó khó. bậc tới kia là thằng nhỏ leo lên được xuống không được, đồ ăn khắp thân cây. Thằng thì biết leo cây nhưng mà không dám đốt, còn thằng thì đốt nhưng không dám leo leo, leo cây chưa quen, Ê. đồ ăn đốt sao ăn xuống không được, ăn khóc nhảy chỗ trắng À. trắng kiểu dài là to quá đấy, À. ăn xuống không được ăn khóc. À. Thằng kia không biết đốt mà sợ mà mặc quần răng leo lấy Cái thằng không biết đốt mà cuối cùng hay leo ấy, phải leo. hay leo. Y như anh biết đốt mà anh mấy cây to đây anh sợ chiều cao anh không leo đâu. Leo mà còn khóc như thằng kia đúng Anh mà leo lên đá anh đốt xong là anh khóc. khóc thằng nhất lên con. Hai, xin chào anh em. Và bây giờ anh em tôi sẽ quyết định là đốt cổ ông này, cổ ông trên cao kia anh em. Đây, đấy, anh em thấy chưa? Đấy, 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 nghe chỗ vị trí ngón tay tôi chỉ đấy anh em. Và bây giờ anh em tôi sẽ tiến hành chuẩn bị làm và đốt cổ ông này. Định kia cái thanh ở trong kia là chuẩn bị là tôi sẽ cho nó lên trên đốt. Và đây quang cảnh xung quanh đây các bạn có thể quan sát ở trên rừng cao rất là đẹp, cây thì khá là to đó anh em. Anh em thì thằng nào cũng biết ngồi đốt á, mình cũng biết ngồi đốt. Và bây giờ thì thằng kia bây giờ nó bắt đầu làm cái cây để treo, nó là cột dây, nó cột kẹp thêm một cây nhỏ để treo chứ không là leo lên không được anh em, vì là cái cây này nó to quá ôm không hết. Còn ở trên kia một dây nữa, vậy là em kiếm một dây nữa hả? Còn 3 dây không? Ờ, bây giờ ý cột lên chỗ trắng đó thôi, còn trên kia thì khỏi, nhưng mà mình vẫn cột một cái dây ngay chỗ cái dây cũ ấy. Đi lên thì dễ mà đi xuống mình cõng rồi nó khó. bậc tới kia là thằng nhỏ leo lên được xuống không được, đồ ăn khắp thân cây. Thằng thì biết leo cây nhưng mà không dám đốt, còn thằng thì đốt nhưng không dám leo leo cây chưa quen, đồ ăn đốt sao ăn xuống không được ăn khóc nhảy chỗ trắng À. trắng kiểu dài là to quá đấy, À. ăn xuống không được ăn khóc. Thằng kia không biết đốt mà sợ mà mặc quần răng leo lấy Thằng không biết đốt mà cuối cùng hay leo ấy, phải leo. hay leo. Y như anh biết đốt mà anh mấy cây to đây anh sợ chiều cao anh không leo đâu. Leo mà còn khóc như thằng kia đúng Anh mà leo lên đá anh đốt xong là anh khóc. khóc thằng nhất lên con. Công việc bây giờ của chúng tôi là bây giờ chuẩn bị đốt cái đuốc đây là leo đầu leo. Bây giờ mấy anh em đã bắt đầu leo lên trên cây đấy. Đấy. Rồi chuẩn bị này. Thầy nó mới ở nhưng mà sợ đê to sao người ta lùm á. Ở đây 2-3 lít mấy. Đây mà nó ở đúng là mùa của nó là 2 trên 10 lít. Phải thêm 1 tuần nữa. Sợ khác đốc tồn phải đốc thôi các bạn. Bây giờ anh ta đã đứng ở dưới và nhìn thử ông có nên đốt hay không, có mặt hay chưa. Sau khi ngồi ngâm một thời gian anh ta sẽ quyết định. Ha, đến nhà con lơ hiểu. À.
và anh ta hỏi mặc thấy mới làm nên đốt hay không, quyết định dù có hay không cũng đốt để vài ngày sau người khác đốt trọng. Đấy, đốt cho anh em xem quy trình đốt những cây cao như thế nào. Đây là cây chưa cao đâu, có những cây là cao gấp 3, gấp 4 lần cây này. Cây này chiều cao khoảng trên 15 mét. Đấy các bạn, cây to đùng thấy chưa, ở dưới rầm rụp thấy chưa, mà leo lên tuốt trên. Cây cao hay không các bạn nhìn thấy trên bầu trời thấy chưa. Và bây giờ anh ta đã tới cái cành mà co mật đang ở rồi, anh ta đã dùng đuốc co mật. Hiện tại anh ta đang cục dây của cái đuốc rồi, bắt đầu anh ta bắt đầu đuổi những con ong mẹ đi rồi, có khói. Ôi là đồ mà ong rất là non các bạn, chưa có gì hết đồ, chỉ vì sợ người khác đốt mà cũng phải lấy non. Ong đây phải thêm 10 ngày nữa phải trên 10 lít, nhưng hiện tại thì đốt bao nhiêu đây, chắc cũng tầm 1 lít. Và anh ta đã thả ba lô xuống để cắt đầu, rớt xuống trong ba lô có bọc bị ni lông. Bạn đang thấy đấy, màu trắng trắng, mặt rất là non. Mặt này mới làm chưa được một tuần mà vẫn phải đốt, sau người khác đốt trộm. Anh ta đã cắt xong và cõng ba lô xuống. Và anh ta đã thả cái đuốc xuống đây. Mày ta tay tay lướt mà tối nó mày ta tay giờ. Đấy, sau khi anh ta đốt xong, ném đốt xuống và anh ta đắng xuống. Mặt còn rất là non, chưa tới 1 lít. Nhưng mà vẫn đốt để các bạn tin và các bạn xem. Nhưng video tiếp theo của chúng tôi.
Vâng, anh ta đang xuống từ từ tới chăn thứ hai, chăn là chăn cuối cùng. Và chúng ta để xuống. Vâng, anh ta đã xuống các bạn. Đây, tôi đi theo sau anh ta và sẽ phỏng vấn anh ta vài câu để khi anh ta tới chỗ nghỉ mát. À, hỏi anh Nghiệp, anh cảm thấy thế nào sau khi anh đốt mật xong? Anh cảm thấy mệt không? Mệt. Mệt. Thật đáng tiếc, không có gì hết. Vâng, chúng ta sẽ coi thành quả. Biết mặt non mà chúng ta vẫn đốt, là sợ người ta đốt trộm. Đấy các bạn, thành quả của chúng ta đây, ôi, được 3 lít chứ. Chắc cũng hơn 1 lít các bạn. Nếu mà đây để thêm đúng 1 tuần nữa là ổ ong này xài trên 10 lít. Đấy các bạn, cho các bạn thấy. Không phải 1 lít đâu. Dài mà. Đây là loại mặt nguyên chất ở trong rừng sâu. Bây giờ tôi cho các bạn thấy những cánh rừng bao la bát ngát. Đấy các bạn, chúng tôi đã ở trong rừng sâu á các bạn. Lát nữa sẽ các bạn sẽ xem cảnh vét mật. Và tí nữa các bạn sẽ thấy cảnh vét mật. Nếu các bạn có muốn mua mật hay là đặt mật qua chúng tôi trực tiếp vào rừng sâu, sẽ quay những clip trên kênh Hiếu Chế Đồ. Đấy các bạn, và anh ta vừa là chính là cao thủ đốt mật xong. Anh ta đốt mật vừa xong, cảm giác anh nhịp tim đập. Và xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và tiếp tục xem clip ở đợt sau.